Xin chào bạn, tôi Nguyễn Tùng Sơn đây. Trong video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách để làm sao có thể lên được chiến dịch quảng cáo, chạy được quảng cáo. Và trong những video trước, tôi nghĩ rằng mình đã hướng dẫn rất là kỹ càng cho bạn biết cách làm sao đó để tạo được cái doanh nghiệp, tài khoản quảng cáo doanh nghiệp cho mình, hướng dẫn bạn để thêm được tài khoản thanh toán, cũng như là tạo được một cái target thành công ở trên Facebook để làm sao đó bạn có thể target được tới đúng đối tượng khách hàng sẽ sẵn sàng mua hàng cho bạn. Và bên cạnh đó rất là nhiều những video khác về tư duy, về chiến lược kinh doanh. Và tôi luôn tin tưởng một điều rằng đó là chỉ có tư duy đúng thì bạn mới kinh doanh tốt được trên Facebook. Bạn phải có tư duy đúng thì cho dù không có Facebook, có bất kỳ ngành nào khác thì bạn vẫn làm được thành công. Nên tôi dành ra rất là nhiều thời gian để chia sẻ cho bạn nhiều về tư duy, chiến lược và những case study thành công. Chứ tôi không dành quá nhiều thời gian vào video hướng dẫn how to. Và đây là video how to số 4, là một trong những video khá là ít ỏi hướng dẫn bạn cách làm. Nên trong video này thì nó cũng khá là dài. Tôi hy vọng rằng bạn hãy dành ra thời gian để xem nó từ đầu đến cuối. Và nếu như đoạn nào bạn chưa hiểu, hãy bấm dừng lại hoặc là bấm xem lại cái phần mà bạn chưa hiểu để có thể dễ dàng làm được và thành công. Quan trọng nhất, hãy xem những video nói về phần mindset, nói về phần tư duy, chiến lược. Sau đó thì bạn hãy quay lại để xem video này. Ok, và bây giờ thì chúng ta hãy thử vào một cái tài khoản quảng cáo của tôi. Tài khoản này thì tôi đang chạy trên cái sản phẩm. Tôi chia sẻ với bạn rằng cái sản phẩm của tôi đang bán đó là sản phẩm về kinh doanh, về đào tạo, khóa học, về nghề, nghề đào tạo về ngành nail. Đó, cái sản phẩm này ấy, thì giá nó sẽ rất là cao. Cái sản phẩm người ta vào, người ta đã mua trên một khóa học như vậy là khoảng 10 triệu đồng tới 14 triệu, thậm chí có những sản phẩm 20 triệu. Và trong thời gian tương lai ấy, thì tôi còn sẽ tạo ra những sản phẩm mà nó trị giá tới 30 triệu và 50 triệu trên một khách hàng người ta mua hàng như vậy. Nên làm sao đó để mình có thể bán được những sản phẩm giá trị cao ở trên Internet? Thì để trả lời câu hỏi này thì bạn cần phải xem những video về chiến lược. Còn những sản phẩm về 300.000, 500.000 thì rất là dễ bán. Nhưng tôi chia sẻ cho bạn rằng là sản phẩm giá cao thì tôi còn bán được. Thì chắc chắn sản phẩm giá thấp thì nó còn dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi, thì bây giờ là chúng ta thử vào cái tài khoản quảng cáo mà hiện tại tôi đang làm. Đó, như bạn đã thấy rằng đây là những cái cột mà tôi đã làm ở trước rồi. Đó, và trong đây là cái lịch sử mà tôi đã chạy trong một thời gian khá là dài. Đó, thì bây giờ chúng ta thử vào để tạo ra một cái chiến dịch chạy quảng cáo. Thì bây giờ chúng ta bấm vào phần tạo ở đây. Còn để làm sao vào được cái phần trình duyệt này thì bạn hãy vào cái trang web là business.facebook.com và chọn vào trình quảng cáo. Chọn vào trình quảng cáo. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tạo một chiến dịch quảng cáo mới. Cái này tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cái phần ở đây, như bạn đã xem những video trước thì tôi đã giới thiệu cho bạn có những cái loại quảng cáo nào. Thì ví dụ như là trong cái quảng cáo này thì tôi sẽ chọn là quảng cáo là dạng tin nhắn. Đó, bạn có thể tạo ra những dạng cả quảng cáo khác, ví dụ như là chạy để nhận thức thương hiệu, số người tiếp cận, hoặc là dạng tương tác xem video, hoặc là like. Nhưng ở đây thì tôi đang muốn là chạy quảng cáo để tin nhắn. Thì cái nhóm này thì tôi đang chạy với chiến dịch, tôi sẽ đặt tên như sau. Tùy vào cái cách mà tôi phân loại là chiến dịch, ví dụ như là tôi đang chạy cái chiến dịch này là chiến dịch đặt tên là số 9, và cái fanpage của tôi đó là tên là Kayla. Kayla, và hiện tại bây giờ là 3 giờ 27 phút sáng thì tôi cũng có thể ghi vào cái thời gian tôi đang chạy quảng cáo. Cái vùng miền mà tôi sẽ chạy để tôi nhắm tới đó là toàn Việt Nam. Đó, tôi lấy ví dụ như vậy. Đó. Cái loại quảng cáo tôi chạy đó là nhấp vào để mở tin nhắn. Sau đó, ở trong phần tạo quảng cáo này thì tôi có thể chọn là một là tạo mới, hai là sử dụng tệp đã lưu. Ở trong video này thì tôi sẽ làm từng bước cơ bản để bạn có thể dễ dàng làm theo. Ví dụ như là cái tệp đối tượng của tôi target tới nhóm từ 25 tới 30 35 tuổi.
25 tới 35 tuổi. Nhóm đối tượng ở đây là nữ. Họ sống ở trên toàn Việt Nam, hoặc là tôi cũng có thể co hẹp đối tượng lại là ở Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai. Đó. Tôi lấy ví dụ như vậy, bạn cũng có thể chạy với cái tệp nhỏ hơn, ví dụ là tại chỉ có Hồ Chí Minh thôi chẳng hạn. Cái nhóm đối tượng này thì tôi sẽ đặt cái sở thích của họ là làm đẹp. Tôi sẽ chạy thử cho bạn xem. Tôi chạy thử để cho bạn thấy đó. Và cái sở thích của họ là về nail. Đó, sản phẩm của tôi đang kinh doanh là ngành nail hoặc là móng. Nail và móng. Móng tay, sơn móng tay. Rồi, sau đó thì tôi sẽ làm ra phần bấm vào đề xuất giống như tôi chia sẻ với bạn đó. Sau tôi chọn một số cái là tiệm làm móng này, làm móng chân này. Đó. Đó, gel nails. Đó, nail art này. Đó, beautiful nails. Đây thì đây là chính là cái phần tôi đang chọn sở thích. Và cái sản phẩm của bạn nữa, bạn hãy xem rằng cái sản phẩm của bạn là sản phẩm gì, sau đó thì bạn chọn cái sở thích như cái video mà tôi đã giao cho bạn ở phía trước. Nên nếu như bạn chưa xem video trước, đó là cách để target được đúng đối tượng khách hàng và vẽ chân dung người mua hàng, thì bạn hãy dừng cái video này lại ngay và mở ra xem video trước để làm cái phần này nó sẽ chính xác và chuẩn hơn. Đó. Ở phần này đối tượng tùy chỉnh là cái nhóm đối tượng mà họ đã tương tác với tôi rồi. Tuy nhiên rằng tôi muốn làm mẫu cho bạn nên tôi đang tạo ra một cái nhóm đối tượng hoàn toàn mới. Đó, sau đó thì tôi sẽ chọn ngân sách. Tôi sẽ chọn ngân sách là 20.000 đồng trên một ngày. Đó. Khoan đã, tôi sẽ chọn vào phần chỉnh sửa vị trí quảng cáo. Thì cái vị trí quảng cáo tôi chọn là tôi bỏ cái Instagram đi. Tôi bỏ hết tất cả mọi thứ, tôi chọn cái nguồn cấp và Messenger. Sau đó thì ngân sách quảng cáo của tôi hàng ngày là 20.000 đồng mỗi ngày. Bạn có thể chọn là ngân sách trọn đời hoặc ngân sách hàng ngày. Ở đây là tôi chọn ngân sách hàng ngày. Thì suy ra là mỗi tuần tôi chạy hết 140.000 đồng. Sau đó tôi bấm vào tiếp tục. Rồi và tiếp theo tôi có thể chọn một cái trang mà tôi muốn chạy, ví dụ đang là tôi đang muốn bán cái sản phẩm là dụng cụ. Sau đó là tôi chọn một cái trang mà tôi muốn chạy, tôi đã thêm vào tài khoản quảng cáo trước đó rồi. Ở đó, ở trong cái trang này tôi đã có sẵn video hoặc là hình ảnh. Thì cái việc đơn giản nữa là mình chọn là xem video. Xem video, ví dụ tôi muốn xem video thì tôi chọn video. Đó, tôi chạy cái video này mà tôi đã quay và đăng lên trước đó. Sau đó tôi bấm chọn. Rồi, thì trong phần này chúng ta có thể chọn là văn bản của cái văn văn bản của cái đoạn mà bạn sẽ muốn chạy quảng cáo. Thì ở đây tôi đã tạo ra được cái văn bản mẫu rồi. Tôi chỉ cần copy vào thôi. Đó, bạn sẽ tự tạo ra mình một cái văn bản mẫu. Sau đó thì tôi sẽ chọn cái phần này. Ví dụ là tôi chọn vào tìm hiểu thêm. Đó. Tôi sẽ chọn cái phần tiêu đề. Cái phần tìm hiểu thêm đây nó là nút kêu gọi hành động này. Để người ta bấm vào thì nó sẽ ra cái nút gửi tin nhắn cho chúng ta. Đó. Thì ví dụ là cái phần tiêu đề là chỗ này để tôi kích thích họ hơn. Thì tôi sẽ viết ra một cái gì đó để kích thích họ, để họ bấm vào cái nút này để họ nhắn tin cho tôi. Ví dụ là nhận ưu đãi. Trị giá 998.000. Dành cho 20 người đầu tiên. Đó, thì khi mà tôi sửa cái đoạn chữ ở đây thì ngay lập tức chữ ở chỗ này nó sẽ thay đổi đi để nó kích thích, người ta sẽ bấm vào cái nút của mình. Rồi sau đó tôi kéo xuống tiếp, kéo xuống tiếp, kéo xuống tiếp thì tôi sẽ chọn nó được cái
đoạn văn bản để trả lời mẫu. Ví dụ là đoạn này là chào Sơn, bạn vui lòng kiểm tra tin nhắn đó. Thì trước khi mà tôi bấm xác nhận để chạy thì mình có thể tạo được một số những câu hỏi mẫu ở đây, những câu trả lời mẫu ở đây, ví dụ giá sản phẩm là bao nhiêu, cửa hàng ở đâu đó, hay là tặng cái khóa học vẽ móng trị giá 998.000. Sau đó tôi kiểm tra lại hết một lần thì ok rồi, tôi sẽ bấm xác nhận để cho chạy cái mẫu quảng cáo này với số tiền là 20.000 đồng trên một chiến dịch quảng cáo, trên một nhóm quảng cáo. Đợi nó một chút. Thì cái cách làm ở đây như sau, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên, bạn cần phải có một nhóm target. Bạn cần phải có một cái nhóm target trước đó rồi. Cần phải có một nhóm target. Sau khi bạn có nhóm target rồi thì bạn bấm vào phần tạo chiến dịch quảng cáo. Tạo chiến dịch quảng cáo. Đó, thì cái chiến dịch quảng cáo nó sẽ như sau, chiến dịch quảng cáo này. Nó đầu tiên nó là chiến dịch, cấp chiến dịch. Thì bạn có thể nhìn thấy này, nó có ba cái phần, phần chiến dịch, phần nhóm quảng cáo và phần quảng cáo. Thì trong cái chiến dịch sẽ có nhóm quảng cáo. Trong nhóm quảng cáo sẽ có quảng cáo. Đấy, thì bây giờ ví dụ tôi đã chạy xong cái bài viết này, nó đang xem xét. Tiếp theo là tôi có thể sao chép cái nhóm quảng cáo này ra. Và sau đó tôi nhân rộng cái nhóm quảng cáo này lên. Tôi sao chép nó. Tôi lấy ví dụ như tôi sẽ chạy thử là ba nhóm quảng cáo. Và ba nhóm quảng cáo này sẽ trùng lập độ tuổi từ 25 tới 35 tuổi. Đó. Đây là phương pháp chạy quảng cáo testing đo lường rất là cơ bản. Còn khi mà bạn đã vào học chuyên sâu thì tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm sao đó để chạy không bị trùng tệp, chạy để làm sao để có ngân sách giá thấp nhất mà hiệu quả cao. Đó, làm sao đó để bạn có thể tạo ra được những cái nhóm quảng cáo mà cái tệp của bạn nó càng ngày càng mở rộng ra, hay là cách đơn giản để bạn có thể nhân nhóm quảng cáo lên, nhân số tiền lên nhưng mà không bị trùng tệp quảng cáo. Đó, còn trong video này thì bạn hãy làm theo tôi. Làm một cách rất đơn giản thôi, tại vì số tiền nó là số tiền rất là ít. Đây khoảng 60.000 một ngày để bạn sẽ đo lường thử. Đó, trong video chuyên sâu thì tôi sẽ chỉ cho bạn cách khi mà bạn đã đo lường rồi thì bạn sẽ làm sao đó để bạn sẽ biết được rằng bạn cần phải tối ưu ra làm sao, bạn cần bật cái nào, tắt cái nào giữ nguyên và cái nào nhân bản lên. Đó. Đây là góc độ cơ bản nhất. Được chưa? Góc độ cơ bản nhất. Thì bây giờ chúng ta lại quay lại cái hình để tôi chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên là cấp chiến dịch. Sau đó trong cấp chiến dịch thì sẽ có nhóm quảng cáo. Cái nhóm quảng cáo. Và trong nhóm quảng cáo thì có một cái bài viết quảng cáo. Bài viết quảng cáo. Trong nhóm quảng cáo thì có bài viết quảng cáo. Và cái bài viết ở đây của tôi là bài viết dạng video. Đó. Lần đầu tiên khi mà bạn mới làm cái này thì nó rất là khó hiểu. Nhưng cái từ khóa ở đây là cần phải làm số lượng nhiều lần. Khi bạn làm nhiều lần rồi thì bạn sẽ biết được rằng là bạn đang làm cái gì. Được chưa? Tôi biết được rằng khi bạn đang xem video này thì bạn sẽ bị mù mờ, không sao cả. Bây giờ cái việc bạn cần phải làm đó chính là việc đầu tiên. Bạn hãy bấm vào phần chỉnh sửa ở đây. Bạn bấm vào chỉnh sửa. Sau đó bạn hãy chụp cái màn hình. Chụp cái màn hình này lại. Tôi sẽ sử dụng phần chụp màn hình là snipping tool. Tôi chụp màn hình lại. Tôi bỏ nó vào, tôi chụp nó. Tôi share nó lại. Sau đó tôi sẽ gửi nó vào trong nhóm này. Đó, bạn hãy chụp cái màn hình và gửi vào trong nhóm. Đó, và đây là bài tập test tình chạy quảng cáo để đo lường 20k trên một nhóm quảng cáo trên một ngày. Rồi, bạn hãy gửi cái bài tập này vào trong nhóm để cho mọi người sẽ kiểm tra và nó sẽ đánh dấu rằng là bạn đã làm bài tập này.
gửi nó vào trong nhóm, sau đó quay lại rồi. Sau đó thì bạn đã tạo được thành công rồi, thì bây giờ nó đang có chữ đang xem xét, thì cái quảng cáo của bạn nó sẽ duyệt, nếu mà nhanh thì 5-10 phút, có một số quảng cáo thì nó còn 1 tiếng 2 tiếng đó, thì bạn cứ để từ từ, không cần gì phải vội cả. Khi mà bạn đã làm xong rồi thì hãy chụp cái màn hình lại, có thể chụp cái đoạn này, cả đoạn này cũng được, có thể chụp cả cái đoạn lớn này cũng được, và cái đoạn vừa nãy tôi đã chia sẻ cho bạn đấy, bạn chụp cả cái đoạn này, sau đó bạn gửi nó vào trong nhóm để nộp bài tập đó, và bạn sẽ chạy test khoảng 2 ngày hoặc 3 ngày, sau đó mình sẽ ra được cái kết quả xem rằng là giá tiền trên một comment là bao nhiêu tiền, số tiền trên một số điện thoại để ra là bao nhiêu tiền, thì lúc đó mình sẽ đo lường lại được chưa nào. Cái 60.000 trên một ngày như vậy đó là cái phần là mình đầu tư, nó không phải là số tiền lớn, nên bạn hãy làm bài tập và gửi nó ngay vào trong nhóm, sau đó thì tôi sẽ gửi tiếp cho bạn những video tiếp theo để làm thế nào đó để chúng ta tối ưu được cái tài khoản đấy, làm như thế nào đó để chúng ta có thể gia tăng được đơn hàng lên mà không có thay đổi cái ngân sách quảng cáo của mình. Và nếu như bạn chưa có đăng ký những cái video của tôi thì bạn hãy đầu tiên bạn có thể subscribe kênh YouTube để được nhận những video, hoặc là bấm vào đường link ở phần mô tả bên dưới video để được nhận cái phần đăng ký vào học cái khóa học tự chạy quảng cáo Facebook của tôi. Và đừng quên là tham gia vào nhóm ở đây để được giao lưu, kết bạn cũng như là học hỏi từ những người đã đi trước và chia sẻ những kinh nghiệm, đặt ra những câu hỏi ở trong cái nhóm tự học quảng cáo. Hoặc bạn cũng có thể đặt ra câu hỏi và inbox trực tiếp với tôi qua Facebook cá nhân. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào bạn và hẹn gặp lại.